Sáng ngày 23 tháng 8, ông Nguyễn Văn Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông cho biết địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do trận mưa đá kèm dông lốc xảy ra chiều hôm trước. Theo ông Đô, khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 22 tháng 8, trên địa bàn xã xảy ra trận mưa đá kèm dông lốc kéo dài khoảng 30 phút khiến 13 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Ông Đô cho biết thêm mưa đá và dông lốc còn gây thiệt hại một số diện tích cây trồng trên địa bàn. Hiện lực lượng chức năng xã Trường Xuân đang thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân.